tâm. Và cái câu đó đó là cái câu giải thích để chỉ cho mình tu, chứ không phải giải thích danh từ để cho mình thỏa mãn. Bởi vì tại sao nó tâm chúng sinh, tức là tâm Phật. Như trong kinh thường nói, tâm Phật chúng sanh, Phật chúng sinh gì, tam vô sai biệt, thiếu một cái. Tâm Phật chúng sanh. Tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt. Đó. Như vậy thì tâm Phật, tâm chúng sanh, đó, thì cái tâm đó nó không có gì khác nhau hết. Tâm của chúng sanh mà nếu không có trụ, không có niệm, thì đó là tâm gì? Thì tâm Phật mất rồi. Như vậy thì đó là nói, nếu tâm chúng sanh mà không niệm, không trụ, thì đó là tâm Phật. Ngược lại, sẵn cái tâm Phật mà giấy niệm đuổi theo sự vật, thì đó là tâm chúng sanh, phải không? Như vậy thì muốn thành tâm Phật hay là thành tâm chúng sanh đều quyền của mình hết. Nè. Hỏi, tâm chúng sanh cùng với tâm Phật đã không sai biệt, vì sao nói chúng sanh nói Phật? Như vậy thì tâm chúng sanh, tâm Phật đâu có khác. Mà giờ lại nói, trong kinh nói có tâm chúng sanh, có tâm Phật, hay là nói có chúng sanh, nói có Phật. Đó, nếu luận với người không liễu ngộ thì có chúng sanh, có Phật. Nếu đối với người đã liễu ngộ thì tâm chúng sanh cùng với tâm Phật vốn không khác. Ở đây trả lời hết sức rõ. Nếu đối với người mê lầm thì giải thích tâm Phật là giác, tâm chúng sanh là mê. Đó. Nhưng mà đối với người liễu ngộ rồi, thấy chúng sanh và Phật đồng có cái tâm như nhau, thì nói tâm chúng sinh là tâm Phật là tâm chúng sinh. Hai cái đó tùy cái người mê giải khác, người ngộ giải khác. Ở đây Ngài đứng trên mặt người ngộ mà nói, cho nên Ngài nói như vậy. Lại hỏi, nghe thường nghe thiền sư nói pháp cùng với thiên hạ chẳng đồng, Phật pháp cùng một loại, vì sao chẳng đồng? Đó, bây giờ nghe Ngài nói pháp thì sao nó khác với những chỗ những người khác nói? Như vậy thì Phật pháp là không hai, không sai biệt, tức là không hai, mà tại sao lại có cái lối nói khác nhau vậy? Đó. Thì Ngài đáp, nếu là Phật pháp vốn không có sai biệt, nhưng vì ngày nay mỗi người giác ngộ kiến giải sâu cạn có khác, do đó nói đạo chẳng đồng. Đó. Bởi vì Phật pháp thì không có hai, nhưng mà do cái người tu cái ngộ cạn, ngộ sâu nó có khác. Ngộ cạn thì giảm theo cái cạn của mình, ngộ sâu thì giảm theo cái sâu của mình, cho nên nó thành khác mất, phải không? Phật pháp thì không hai, nhưng mà người giảng thì có khác. Quý vị nghe có phải không? Thì có khác tại sao? Vì chỗ lãnh hội cái gì đấy sâu hay cạn. Lãnh hội cạn thì phải nói theo cái cạn, lãnh ngộ sâu thì phải nói theo cái sâu. Như vậy thành ra có khác. Người trả lời thật là rõ. Hỏi, xin vì nguyên nói nguyên do chẳng đồng. Bây giờ Ngài nói rõ cái nguyên do tại sao không đồng đó cho chúng tôi biết. Đó, đây Ngài mới giải thích. Nay nói chẳng đồng là do si tâm giữ định, hoặc trụ tâm kháng tịnh, hoặc khởi tâm chiếu bên ngoài, hoặc nhiếp tâm lặng bên trong, hoặc khởi tâm quán tâm ở nơi thủ, nơi không, hoặc có giác vọng đều diệt, không rõ bản tánh trụ nơi vô ký không.
hạng người tu như thế không thể nói hết. Ở đây Ngài giải thích, bởi vì cái người hỏi muốn hiểu coi tại sao mà có sự chẳng đồng đó, chẳng đồng nó sai biệt thế nào, từ đâu mà ra, thì Ngài giải: nay nói chẳng đồng là do si tâm giữ định, gạt đi từng bước. Si tâm giữ định tức là ngồi mình cố mượn một cái phương tiện nào đó để kềm tâm mình định. Định khi mà định á, có người khi ngồi định, định được quên thân, quên cảnh, quên thời gian, thì cái định nó gọi là si định. Vì ngồi trong không biết gì, mà không biết gì tức là si. Nhưng mà bây giờ ai ngồi được chừng 5 tiếng, 7 tiếng mà quên hết trơn, không biết gì ra mình phục quá chừng, phải không? Nói ông đó thiệt là định sâu, định lâu nữa. Nhưng mà cái đó gọi là si định. Trong nhà thiền không có khen mà lại chê. Rồi trụ tâm kháng tịnh à, mình ngồi, ngồi rồi cái trụ tâm nhìn cái chỗ mà yên lặng đó, cái đó là trụ tâm kháng tịnh. Nhìn mãi cái chỗ tịnh đó thì đó gọi là trụ tâm kháng tịnh. Tại sao vậy? Cái trụ tâm kháng tịnh, tịnh là cái cảnh. Tôi thí dụ như ngồi ở trong cái thất, tôi là chủ nhà, thì trong cái khoảng không gian của cái nhà có được cái bàn ghế ngồi tiếp khách, khách vô thì ngồi ở đó, thì tôi ngồi trong nhà thấy khách vô thì tôi biết khách vô, khách về tôi biết khách về. Nhưng mà khách đi hết, tôi ngồi tôi cứ chăm chăm cái bàn, cái chỗ khách ngồi nãy đó, tôi giữ cho nó không có ai nữa. Thì như vậy trúng rồi trật. Tại sao mà tôi phải nhìn cái đó? Cái đó khách tới mình biết không tới thì thôi, mình tự biết. Cái quan trọng là mình đang sống đây, mình không chịu nhớ cái mình, mà cứ nhớ cái chỗ khách ngồi, nhìn cái chỗ khách tới. Thì như vậy ngó hoài chăm chăm đó, có phải là tu thiền đúng rồi, thấy tịnh đúng rồi, mà tịnh đó là tịnh sao? Tịnh mà không biết mình đó, nó chỉ nhìn cái cảnh tịnh mà quên cái hiện đang tri giác của chính mình. Đó là một cái bệnh. Vì vậy mà trong nhà thiền Lục Tổ hay quở cái trụ tâm kháng tịnh đó, cái giữ tâm mà nhìn cái chỗ đó cho nó trong sạch, nó không có bóng ai, thì cho đó là trúng, thì đó là lầm. Hoặc khởi tâm chiếu bên ngoài đó, Ngài cũng không chịu mình khởi tâm mà quán, quán cái này quán cái nọ. Ví dụ như nghe trong kinh nó các pháp là hư dối, rồi mình quán lại cái chùa à, cái chùa duyên hợp hư dối, rồi quán cái tháp chuông duyên hợp hư dối, rồi quán con người, quán từng cái nó lâu lắm, nó mất thì giờ lắm. Mà mình phải nhìn tường tận cái bản chất của sự vật, nguyên là duyên hợp, mà duyên hợp thì đó tánh nó là không, thấy rõ tánh không cái pháp đủ rồi, quán từng cái mất thì giờ, phải không? Đó. Như vậy thì chính kinh Kim Cang là nói thẳng đó, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ánh. Thì cái nào như mộng quyển bào ánh, ngồi quán từng cái làm chi? Quán cái này đã, quán cái kia, quán chừng nào hết đó. Như vậy thì mình mắc kẹt ở từng sự vật, mà mình không có thấu tột được cái nguồn gốc của sự vật. Chứ mình thấu tột rồi thì không có cần phải như vậy. Đó là cái thấy thứ hai. Hoặc nhiếm tâm lặng ở trong, hoặc là kèm đè, đè tâm mình cho nó lặng. Đè bởi vậy đè là có khi thì sanh ra nhức đầu, có khi thì tức ngực đủ thứ. Đó là tại vì kèm đè. Tôi bảo quý vị thấy nó giấy thì buông thôi, mà quý vị cứ đè hoài cái sanh bệnh. Đó là nhiếp tâm lặng bên trong. Hoặc khởi tâm quán ở nơi thủ nơi không à, đó. Bản của Hồ Thích thì chữ Hán là du thủ chi vu tác nhi, tức là
chấp ở nơi này hoặc là giữ ở nơi kia, hoặc có giác vọng điều diệt không rõ bản tánh trụ nơi vô ký không. Đó, cái chỗ này là cái chỗ lầm lẫn thật là vi tế. Mình cứ nghĩ vô niệm rồi, tức là không có niệm. Rồi khi nghĩ không có niệm mà mình thấy được người đi, nghe được tiếng chim kêu, rồi mình nói đó cũng vọng, bỏ đi, không cho thấy, không cho nghe. Như vậy thì mình sẽ thành cái gì? Cho nên nói rằng hoặc có giác vọng đều diệt. Nó có giác, có vọng đều diệt, như vậy không còn gì hết, không biết gì hết. Đó là giữ cái vô ký không. Mình không có niệm khởi, mình không có dính mắc, mà mình rõ ràng, rõ ràng thường biết, phải không? Rõ ràng thường biết thì cái tánh giác của mình nó hiện tiền. Còn này mình muốn sợ cái biết, sợ cái biết, bỏ luôn cái biết nữa thì thành cái gì? Đó, cho nên gọi là vô ký không. Đó là một cái hạng người. Mà hạng người như vậy đó, hạng người tu như thế không thể nói hết, nhiều lắm kể không hết. Bây giờ quý vị thấy nhiều người tu thiền, hỏi coi kẻ thì chạy ra cái này, người mắc kẹt cái kia, kể không hết. Lý bản tánh rỗng không như thế, thời nhân không rõ theo niệm mà thành, do đó không đồng. Đó, cái lý bản tánh nó rỗng không. Rỗng không tức là nó không có niệm, nó không có cảnh ở trong đó, cho nên nó rỗng không. Mà hằng giác hằng tri, mà cái người đời họ không biết, họ theo niệm mà thành ra có thứ này thứ nọ, rồi sanh ra cái cách tu này cách tu khác. Chẳng luận là phàm phu, Như Lai nói tất cả pháp vô vi, tất cả hiền thánh còn có sai biệt, huống là tất cả những người học đạo thời nay làm sao đồng được. Đó, ở đây thì Ngài giải thích để trả lời cái lý do tại sao chẳng đồng đó. Nói rằng không phải phàm phu tu mới có sai vậy, mà chính Đức Phật nói tất cả pháp vô vi, trong cái pháp vô vi đó các bậc hiền, các bậc thánh ngộ còn có chỗ sai biệt, phải không? Trong pháp vô vi mà còn có chỗ sai biệt, huống nữa là kẻ phàm phu, tức là kẻ ngộ sâu, người ngộ cạn, nó khác nhau, chứ không phải là tất cả đều một. Vì vậy mà các bậc thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát nhìn các pháp vô vi, các pháp chân thật đó cũng thấy có khác nhau, huống nữa là người phàm phu. Hỏi nghĩa bốn câu kệ trong kinh Kim Cang như thế nào? Đây là một cái thắc mắc mà đa số người đọc kinh Kim Cang cứ thắc mắc, bốn câu nào mà trong kinh Kim Cang nó chỉ tứ cứu kệ, vân vân, tứ cứu kệ đẳng đó. Như vậy thì tứ cứu kệ đó là tứ cứu kệ nào? Là câu nhất thiết hữu duy pháp như mộng uyển bào ảnh, như lộ vật như điện, tác như thị quán, hay là phàm sở hữu tướng do thị hư vọng, hay là nhược nhĩ sắc kiến ngã, duy âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Như vậy bốn câu nào mà Phật nói trong kinh Kim Cang là cái gốc? Thì hỏi Tư Tùng hết, cái chỗ này Ngài trả lời nó rất là chi ly, chúng ta khéo nhìn. Đáp, nghe chư pháp sư nói bốn câu kệ hoặc dùng 8 chữ làm câu, 32 chữ làm 4 câu,
hoặc dùng 5 chữ làm câu, hoặc dùng 4 chữ làm câu, hoặc có người lấy bài kệ Nhất Thiết Hữu Duy Pháp, nhưng mà ông Nguyễn Bảo Ánh ở sau Nguyễn Kinh làm 4 câu kệ, hoặc có người lấy bài kệ Nhược Dĩ Sắc Kiến Ngã, Dĩ Âm Thanh Cầu Ngã làm 4 câu kệ. Đó, thì đó là nói là các ngài, mỗi vị đều thấy mỗi khác như vậy. Nhưng mà Bồ Tát Vô Trước nói, tức là Bồ Tát Thế Thân nói, đệ nhất thường rộng lớn, tâm kia không điên đảo, đó là 4 câu kệ. Đệ nhất thường rộng lớn, tâm kia không điên đảo, đó là nghĩa 4 câu kệ. Nghĩa là cái đệ nhất nó thênh thang, tâm mình không có điên đảo, đó là đủ 4 câu kệ rồi. Đó là một cái nhìn của ngài Vô Trước. Hoặc có người lấy vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng làm nghĩa 4 câu kệ. Đó, nói 4 câu kệ là không có 4 tướng: vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đó là ý nghĩa 4 câu kệ. Nay tôi thấy không đúng, đó theo cái nhìn của ngài, ngài nói chưa đúng. Như vậy thì ngài nhìn sao? Vì cái sao? Vì cái sao mà không đúng? Nhân có tướng ngã mới nói tướng không ngã. Nhân có tướng nhân mới nói không tướng nhân. Nhân có tướng chúng sanh mới nói không tướng chúng sanh. Nhân có tướng thọ giả mới nói không tướng thọ giả. Nay xem nghĩa này tức không đúng. Bởi vì nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả thì như vậy bị mắc kẹt. Vì chữ không là đối với chữ có. Từ có ngã, giờ nói không ngã. Có chấp nhân, giờ nói không nhân. Thì như vậy, đó phá cái chấp ngã, nói vô ngã. Thì cái đó là cái pháp đối đãi, chưa phải chỗ cứu kính. Mà nói đó là nghĩa 4 câu kệ thì ngài nói chưa đúng. Đó là cái nhìn của ngài. Vì cớ sao đã giải thích rồi. Vì cớ sao? Vì không có tướng không ngã, không có tướng không nhân, không có tướng không chúng sanh, không có tướng không thọ giả, tức gọi là nghĩa chân thật của 4 câu kệ. Như vậy thì từ cái chấp có tướng chạy qua chấp không tướng, bây giờ không luôn cái tướng không nó nữa mới đủ là cái nghĩa của 4 câu kệ. Như vậy thì không có còn hai bên chấp có chấp không, không còn hai bên chấp có chấp không, đó mới là chỗ chân thật của câu kệ. Của 4 câu kệ. Lại thấy Đại Trí Độ Luận nói, đây là dẫn trong luận Đại Trí Độ, Bát Nhã Ba La Mật dụ như đống lửa lớn, bốn mặt không thể thủ. There certainly is a colorful crowd here today. The huge bowl is filled. Câu kệ là gì? Nghĩa là đứng về trí tuệ Bát Nhã như cái đống lửa lớn, cái gì đến đều đốt, đều cháy hết, không còn. Bốn mặt không có cái gì dính được hết. Bốn mặt là dụ cho chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đó. Có và không đều dẹp hết. Không có thủ, tức là không có dính trong bốn cái đó, là chân thủ. Cái đó mới là giữ cái chân thật. Không giữ có ngã nhân chúng sanh thọ giả, không giữ không ngã nhân chúng sanh thọ giả, không giữ mấy cái đó, đó là nghĩa 4 câu kệ. Lấy trí độ luận mà nói.
Đó, như vậy mới là nghĩa chân thật. Như vậy thì quý vị thấy nghĩa Kinh Kim Cang nói dùng bốn câu kệ thì đây Ngài dẫn đủ hết. Rồi bây giờ thấy cái chỗ nhóm Ngài là chỗ nào? Chỗ nhóm của Ngài là chỗ nào quý vị thấy chưa? Tức là đừng còn dính, đừng còn kẹt hai bên, phải không? Chỗ không dính, không kẹt hai bên đó, đó là nghĩa của bốn câu kệ. Còn nếu dính kẹt hai bên thì chưa có phải là cái chỗ cứu kính của bốn câu kệ. Câu hỏi 17, Trịnh Tuyền hỏi: thế nào là đạo? Đáp: không tên là đạo. Hỏi thế là nào là đạo? Đáp là không tên là đạo. Ông liền hỏi thêm: đạo đã không tên vì sao gọi là đạo? Đã không tên mà ông nói đạo thì cái đó nó đạo tức là có tên. Ngài đáp: đạo tự nó không có ngôn ngữ, gọi là đạo chỉ vì đối đáp người hỏi. Gọi là đạo là tôi vì đáp cho người hỏi, chứ thực ra đạo nó không có tên, phải không? Đạo không tên, nhưng đối đáp với người hỏi thì phải tạm nói cho người ta hiểu vậy thôi. Nói đạo đã giả danh, không tên là thật chăng? Như vậy thì nó không tên mà nó có thật hay không? Ngài đáp: chẳng phải thật. Chẳng phải thật. Hỏi: không tên đã chẳng phải thật, vì sao nói không tên là đạo? Không tên thì không thật, không thật thì tại sao nói là đạo? Vì đạo là chỗ cứu kính chân thật. Đáp: vì có hỏi nên có ngôn thuyết, nếu không có hỏi trọn không ngôn thuyết. Mà chỗ không ngôn thuyết đó mới là cứu cánh chân thật. Còn có đặt ngôn thuyết thì đó là giả danh hết. Như vậy chúng ta thấy cái lời đáp của Ngài nó đơn giản mà thật là rõ. Bây giờ tiếp một câu hỏi nữa, câu hỏi 19, Pháp Sư Càn Quang hỏi: Pháp Sư Càn Quang hỏi: Kinh Kim Cang Bát Nhã nói có, nếu có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này hoặc bị người khinh chê thì tội nghiệp đời trước của người này lẽ ra phải rơi vào ác đạo, nhưng do đời này bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước của người này ắt được tiêu diệt. Nghĩa này như thế nào, thế nào, như thế nào? Đáp: người trì kinh đều được mọi người cung kính lễ bái. Ngày nay tuy đọc tụng kinh, nhưng do trước kia lúc chưa trì kinh đã có tội chướng quá nặng, quá nặng nề. Ngày nay do quay lực trì kinh, chiêu cảm bị người đời khinh chê, hay khiến tội chướng sâu nặng của người trì kinh phải đều tiêu diệt. Vì tội được tiêu trừ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là giải lý theo cái lời giải của trong Kinh Kim Cang. Nói rằng trong Kinh Kim Cang Bát Nhã nói nếu mà trì kinh thì sau này mình có tội nghiệp gì quá khứ thì nhân cái tội nghiệp quá khứ bị người ta khinh chê, mà bị khinh chê sau này tội nghiệp mình được hết. Thì Ngài giải thích rõ ràng như vậy: vì trước mình đã tạo tội nặng, mà bây giờ trì kinh thì tội đó nó giảm đi, cho nên bây giờ người ta khinh chê chút ít kia thì cái tội mình hết. Đó. Nhưng mà Ngài lại có cái lý khác nữa. Đây là cái lý khác, lại có lý nghĩa giải thích rằng tội nghiệp đời trước dụ cho niệm trước khởi vọng tâm, người đời nay khinh chê là dụ niệm sau giác ngộ, sau giác ngộ là ăn năn vọng tâm trước. Nếu tâm trước đã diệt thì hối sau cũng diệt, hai niệm đã không còn
tức là công đức của người trì kinh đầy đủ liền được vô thượng đại chánh đẳng chánh giác. Đó, đây là một quan niệm. Quan điểm khác ta nói rằng tội nghiệp đời trước là gì? À, là chỉ cho cái niệm trước khởi vọng tâm, khởi nghĩ bậy nghĩ bạ đó. Bây giờ mình có cái niệm giác ngộ, mình chừa bỏ cái niệm trước, ăn năn cái niệm trước, thì cái niệm trước đã diệt, thì cái tâm hối hận ăn năn cũng hết. Hai niệm đó hết rồi, tức là công đức được đầy đủ do mình được trì, mình trì kinh này, vì vậy mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một cái lý thứ hai. Bây giờ lý thứ ba lại nói giác sao dụ cho người khinh chê, là do niệm trước khởi vọng tâm. Nếu khởi giác sao cũng là khởi tâm, tuy gọi là giác, giác cũng không lìa phàm phu, dụ cho người đời khinh chê vậy. Nha, nói rằng chúng ta có khinh chê cho người, do cho người giác sao dụ người khinh chê, cái giác sao là chỉ cho người khinh chê, mà là do cái niệm trước khởi vọng tâm, cho nên cái giác sao chê cái trước bỏ dẹp đó, chê nó là vọng bỏ. Nếu khởi giác sao cũng là khởi tâm, mà nếu có giác sao thì cái đó cũng là khởi tâm, tuy gọi là giác, giác cũng không lìa phàm phu, dụ cho người đời khinh chê vậy, thì cái giác đó cũng là bị người ta chê luôn. Như vậy thì cái vọng trước mình không có theo, không có chấp nhận, nhưng mà cái biết vọng mình nên giữ hoài không? Nên giữ hay không giữ? Cái biết vọng buông nó chỉ khi nào nó dấy lên, chứ không phải giữ cái biết vọng hoài. Giữ biết vọng hoài nó cũng là cái bệnh. Như tôi thường thí dụ, tôi nói rằng nhà có của, rồi chủ nhà sợ ăn trộm. Sợ ăn trộm thì bất thần có ăn trộm, nó moi dách hay là nó cài cửa nó bước vô, thì chủ nhà phải sao? Chỉ mặt la ăn trộm, cái nó quán nó chạy lùi. Nó chạy lùi rồi chủ nhà làm sao nữa? Em ngồi nhìn lâm lâm ngay cái chỗ nó cài hồi nãy đó, dòm qua tới sáng phải không? Nên sao? Nếu mà chủ nhà cứ dòm cái chỗ nó cài hồi đầu hôm mà mình nhìn tới sáng, thì nếu chừng 10 bữa vậy chắc mình cũng chết luôn, phải không? Vì vậy mà khi mình la ăn trộm nó chạy rồi thì thôi, thì mình thảnh thơi, tội gì mà phải nhìn lom lom như vậy. Thì chừng nào nó có cãi nữa thì chừng đó mình mới nghe động là mình sẽ nhìn. Còn này cứ nhìn lom lom vô ích. Cũng như vậy, giọng nó dấy lên, chúng ta biết là vọng buồn,